Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ đem đến cho mọi người hôm nay không chào quý bạn các vị nào. Mình sẽ đem đến cho mọi người một cái phụ kiện khá là độc đáo, có thể sử dụng riêng hoặc sử dụng chung với iPhone từ 6 hay là 6S. Đây là một sản phẩm mình mượn ở bên cửa hàng Huka, nó gọi là Ensun 6S. Chúng ta có thể sử dụng nó như là một cục pin dự phòng có dung lượng là 3500mAh, hoặc là có thể sử dụng để nghe gọi nhắn tin độc lập. Đầu tiên thì cái thiết kế của nó, đây là một cái mặt kính màu vàng rất đẹp đúng không, có thể soi gương được. Và đây là sẽ có loa thoại, đây là nơi dùng để đặt camera của iPhone. Bên dưới là mic thoại, chúng ta sẽ có lỗ để ra cắm tai nghe 3.5. Ở phía bên cạnh phải là nơi có cổng sạc micro USB. Và ở đây người dùng sẽ nhìn thấy khay cắm micro SIM và cũng như là khay cắm thẻ nhớ mở rộng. Chúng ta chỉ việc đặt chiếc iPhone của mình vào, đó, đút vào, thế là xong. Là mình đã lắp đặt thành công chiếc iPhone 6, các bạn thể dụng với cả 6S, và đây là phím nguồn. Thiết bị này thì sẽ có cách sử dụng như sau. Nó là một sản phẩm như là một cái SIM phụ cho cái chiếc iPhone 6 hoặc là 6S cho mọi người. Các cái phím trên này đều là các phím cảm ứng trên toàn bộ là mặt gương. Vì vậy trông nó đẹp và khá hiện đại, có đèn nền nhá. Do vậy người dùng khi sử dụng thì cực kỳ là dễ dàng thao tác. Đây là phím menu, chúng ta có thể truy cập vào như là danh bạ này, tin nhắn, cuộc gọi hay là một số công cụ khác có hỗ trợ setting vân vân. Cảm giác khi bấm phím nó ban đầu chưa quen lắm, vì bình thường với những cái loại stupid này thì chúng ta phải bấm mạnh, nhưng mà đây là cái thể loại là nửa thông minh mà nửa ngu, thành ra là chúng ta phải bấm cảm ứng nhẹ nhàng thôi. Mình chỉ việc đó là bấm giữ cái phím không trong thời gian là 3 giây, lập tức iPhone 6 sẽ sạc, và đây đã sạc được 52%, và nó là cục pin 3500mAh, thoải mái có thể sử dụng được thêm ít nhất là 1 ngày cho chiếc iPhone 6 của mình. Ngoài ra thì nó có một cái thời gian chờ lên tới tận 1000 tiếng. Nghĩa là trong trường hợp mà iPhone 6 các bạn chỉ sử dụng truy cập internet 3G, lắp một cái SIM phụ, SIM chính lắp một cái này, nghe gọi nhắn tin thì các bạn ít nhất 1000 giờ là chờ đợi. Và có một điểm hấp dẫn là nó chỉ sử dụng như là một máy nghe nhạc MP3. Đây, xin giới thiệu các bạn là chúng ta sẽ truy cập vào phần Extra, sau đó vào phần Music, và các bạn sẽ được mở ra phần bài hát. Và bây giờ đây chúng ta xin bắt đầu chơi nhạc. Sau tất cả ở phía sau. Và đây là bài trên tay và chia sẻ các bạn về một cái phụ kiện rất là hay dành cho iPhone 6 và 6S, biến nó thành một cái chiếc điện thoại 2 SIM, 26 à. Một SIM chính để có thể nghe gọi nhắn tin, một SIM phụ để cho chúng ta có thể sử dụng, đó là truy cập internet, và đồng thời là cục pin dự phòng 3500mAh. Có thể truy cập website của Huka để xem giá bán chi tiết. Đúng là Trung Quốc không bao giờ dừng giới hạn về những cái việc suy nghĩ làm ra những cái đồ độc và đồ dị. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Mình bắt đầu thấy sợ rồi đấy.